Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm một video tô màu con lười cho các bạn xem nha. Mình sẽ tô phần tay của nó. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ làm một video tô màu thỏ lông xù nha. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của nó. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô bức tranh khủng long. Bây giờ mình sẽ tô nha. Em sẽ tô chân của nó. Còn mái tóc của mình là tô rất chưa đẹp, xong xong các bạn. Được nha. Em có cả một màu đỏ. Rồi mình sẽ tự tay vào con lưỡi các bạn nè. Mình sẽ tô phần thân của con thỏ lông xù vậy em. Bây giờ mình sẽ tô phần đuôi và phần đầu của con khủng long các bạn nha. Như vậy sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Con cá tông các bạn này, còn đây nữa, con bọ cạp đây, đây sản phẩm con rán. Xin chào tất cả các bạn ở đây nha. Bây giờ mình sẽ tô bàn đầu của con thỏ bạn nha. Tô mặt của con lười. Vậy là con voi tô xong. Con kẹp cho mình ta một tí nhé. Xin chào các bạn nha. Con bỏ hết rồi. Con bỏ. Con bỏ cao xuống giờ. Con bỏ xong. Con bỏ này. Đó, như vậy là mình đã tô xong con khủng long. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và để đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được một video tô màu thỏ lông xù. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, con lười mình đã tô màu xong, các bạn có đẹp không? Video mình kết thúc rồi nhé. Mình chào tất cả các bạn.
mình sẽ làm một video tô màu em bé. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô phần chân và phần đuôi. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con mèo xinh. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của con mèo nha. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con ngựa nha. Nhớ cái để ngoái soi tí rồi. Bây giờ mình sẽ tô phần thân của con khỉ nha. Cái tông người của con bây giờ mình sẽ tô phần mặt của con mèo bạn nha. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình lại tô một sản phẩm thật đẹp cho các bạn này. Đây, mình sẽ tô một sản phẩm con gà con các bạn ơi. Đây, mình sẽ tô một sản phẩm con ve sầu. Bây giờ mình sẽ tô phần chân của con ngựa các bạn nè. Còn con vết sầu mình sẽ tô phần màu đỏ. Con gà con rất đẹp này. Các bạn ơi, như vậy là em bé mình đã hoàn thành xong một sản phẩm. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Con sâu xanh các bạn. Như vậy là con mèo đỏ. Nếu tôi có sản phẩm các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là con ngựa mình.